Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ giới thiệu cho người về sự kiện mới để có thể là được nhận miễn phí trang phục mới Nagrod Product tia chớp nha. Và đồng thời thì mình sẽ vào trải nghiệm luôn cho mọi người về hiệu ứng của trang phục này trong một trận đấu xem có xịn sò và các bạn có nên sở hữu nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây 1.000 like ra đăng ký kênh mình, loại video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và hiện tại thì các bạn sẽ có sự kiện ngày hội liên quân. Thì khi các bạn tham gia sự kiện ngày hội liên quân này, mọi người sẽ được nhận miễn phí 3 trang phục, trong đó sẽ có 2 trang phục bậc S cộng và 1 trang phục A. Thì các bạn sẽ tham gia sự kiện chung sức nhận quà hay là sự kiện có tên là dù bạn cháy hội, có nghĩa là sự kiện chung sức mọi người, thì mọi người sẽ được nhận miễn phí 1 trang phục bậc S cộng. Tiếp theo là khi các bạn tham gia sự kiện ngày hội liên quân ấy, thì các bạn sẽ nhận được free trang phục mới Nagrod Product tia chớp. Và các bạn sẽ tham gia cho mình sự kiện để nhận miễn phí trang phục Arum thần tượng nhạc rock bậc A hoàn toàn miễn phí nha. Đấy, thì là sự kiện này các bạn sẽ nhận được 2 trang phục mà bậc S cộng và 1 trang phục A, tổng cộng là 3 trang phục nha mọi người. Đồng thời các bạn sẽ nhận được một số hiệu ứng của sự kiện này thì mình thấy là khá là hấp dẫn nha. Thì một số bạn sẽ hỏi mình là anh ơi, bao giờ có thể là được nhận miễn phí tham gia sự kiện để nhận miễn phí trang phục Nagrod Product tia chớp hoàn toàn miễn phí nha. Và từ ngày 27 tháng 7 cho ngày 31 tháng 7 thì khi mọi người tham gia cho mình sự kiện free trang phục Nagrod ấy, thì các bạn được nhận miễn phí trang phục Nagrod hoàn toàn miễn phí nha. Thì từ ngày 27 tháng 7 thì các bạn có thể là tham gia được sự kiện nhé. Thì sự kiện để nhận được miễn phí trang phục Nagrod này khả năng là sự kiện cũng rất đơn giản thôi, mọi người chỉ cần làm nhiệm vụ là chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trang phục Nagrod Product tia chớp nha. Và trước mặt mọi người là ngoại hình của trang phục Nagrod Product tia chớp. Thì một số bạn sẽ nhìn sơ sơ qua trang phục này ấy, thì mình thấy là một số bạn sẽ kiểu nhìn như kiểu là trang phục biến thể của trang phục Nagrod B-Boy công nghệ đúng không mọi người? Đấy, mình thấy là cái ngoại hình khá là giống, tại vì các bạn để ý là cái màu xanh xanh ấy, trang phục này nếu mà tính ra thì nó có cái màu kiểu tương đồng, khá tương đồng với trang phục Nagrod B-Boy công nghệ. Thế nên là nó khá là giống, chỉ khác hiệu kỹ năng thôi, còn ngoại hình thì mình thấy là giống nhé. Đấy, ngoại hình, đây là ngoại hình của trang phục Nagrod Product tia chớp. Tiếp theo là về hiệu ứng đánh thường. Thì khi các bạn đánh thường không, các bạn sẽ đánh ra kiểu cái hiệu ứng như kiểu nốt nhạc màu tím tím xanh xanh vàng vàng rất đẹp luôn. Đó, tiếp theo là chiêu 1. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu 1 lần đầu tiên thì các bạn sẽ tạo ra cái hiệu ứng nốt nhạc một chút. Khi các bạn đập xuống đất ấy, thì các bạn sẽ thấy tạo ra như kiểu một cái đĩa nhạc ấy mọi người. Đĩa nhạc ở dưới đất trông khá là đẹp. Đó, chiêu 2 thì khi các bạn lướt chiêu 2 không, các bạn sẽ tạo ra cái mũi tên chỉ về phía chỉ định, đồng thời thì chiêu cuối đây. Nhìn sơ sơ qua chiêu cuối của trang phục Nagrod Product tia chớp này ấy, thì các bạn sẽ thấy chiêu cuối rất ảo nha mọi người. Tầm đánh kiểu cảm giác mình thấy cầm cái tầm đánh kiểu xa hơn ấy. Nếu bạn nào có thể xem video trước của mình thì mình thấy tầm đánh khá là xa. Đó, trang phục này mọi người sẽ được nhận miễn phí nhé. Thì video này mình đã review cho các bạn rồi. Thì các bạn xem video clip mình thì đừng tiếc một lượt like, đăng kênh, một lượt bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nhé. Mình cảm các bạn rất là nhiều luôn. Thì hiệu ứng kỹ năng của trang phục này mình thấy là khá là ổn áp. Đấy, thì các bạn có thể là nhận miễn phí nha. Rồi bây giờ mình sẽ cướp luôn con này đã. Rồi, chém phát này. Chờ luôn. Từ bình tĩnh thôi anh em ạ. Tầm này mình chấp cánh nắc luôn, chỉ cần né chú cuối ra là chạy đâu bạn ơi, nào đánh tường tiếp theo lên bảng số bá đạo luôn anh em. Đấy, chỉ cần lé được chiêu cuối của cái dính nát thôi là các bạn có thể đánh rất là ổn nhé. Đấy, hiệu ứng kỹ năng đẹp mọi người. Các bạn đánh trang phục Nagrod B-Boy công nghệ ấy, thì các bạn sẽ thấy hiệu ứng của Nagrod B-Boy công nghệ cũng rất là đẹp. Nếu mà các bạn kiểu hồi xưa đấy, tầm thời điểm 2018-2019 ấy, thì trang phục Nagrod B-Boy công nghệ là kiểu vô đối của Nagrod rồi. Đấy, tại vì cái thời điểm mà nó chưa ra trang phục Nagrod Đô Quang Sứ, cái thời điểm nó ra trang phục Nagrod Đô Quang Sứ ấy, thì B-Boy công nghệ các bạn biết chơi, chứ hồi xưa các bạn kiểu mình thấy là một số bạn sẽ rất thích trang phục Nagrod B-Boy công nghệ. Thứ nhất là các bạn mua được, nó rẻ đúng không? Thứ hai là nó hiệu kỹ năng nó rất là đẹp.
đẹp hơn là trang phục Nagrod cái gì chiến binh bóng tối gì đấy. Đấy đẹp trang phục Nagrod chiến binh bóng tối nó sẽ hiệu ứng một chút thôi. Nó kiểu hiệu ứng nhẹ nhẹ thôi mọi người chứ nó không đẹp bằng trang phục Nagrod Biêu Hoa Công Nghệ được. Thế nên mình cũng sẽ khá là chuộng trang phục Nagrod Biêu Hoa Công Nghệ. Hồi xưa là để sở hữu trang phục Nagrod Biêu Hoa Công Nghệ ấy, thì phải mua anh em ạ. Xong mãi cái đợt vì sau ấy sẽ ra trang phục Nagrod AEC nữa. Thì trang phục Nagrod AEC thì mình cũng khá thích chơi. Đấy, nhưng bây giờ thì ra quá nhiều trang phục 3S của Nagrod rồi. Thế nên là những cái trang phục đó thì các bạn sẽ kiểu ít chơi đi đấy mọi người. Thì té thôi anh em ạ. Như trang phục này ra mắt thì những anh em nào mà hiện tại bây giờ chưa có trang phục Nagrod ấy thì các bạn sở hữu trang phục này cũng khá là ok nhé mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cố ăn luôn con này luôn. Thì các bạn xem video clip mình thì đừng tiếc một lượt like và đăng kênh và bình luận video phía dưới cho mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ui choáng rồi anh em. Rồi mình không lên giày anh em ạ. Nhưng mà nhìn trang phục này thì mình thấy là gầy hơn trang phục Nagrod B-Boy Công Nghệ. Được một mạng tiếp theo này, chơi luôn này, chiều cuối luôn này. Chém phát này, ôi trời ơi không kịp chém rồi anh em ạ, thôi té thôi. Thì sợ có chiều cuối là lên bảng số ngay, thế tốt nhất là mình cứ phải té đã, né đã. Xin luôn một đó team bạn luôn. Dừng team bạn bị mình cướp bùa khá là nhiều đúng không? Từ bây giờ mình sẽ qua được mid đã. Từ bây giờ mình sẽ né cái xe ra, mình sợ xe nó choáng phát này, chém phát này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng số này, một mạng, 7 mạng rồi anh em. Đấy thì các bạn có thể lên cái bảng ngọc khuôn máu để có thể đánh tốt vị tướng Nagrod này. Ví dụ các bạn chỉ cần đánh 2-3 con quái là các bạn hồi phục đầy máu là các bạn lại vào các bạn giao tranh tiếp. Tránh trường hợp mà các bạn không mang bảng ngọc khuôn máu ấy, thì các bạn đi rừng các bạn không mang bảng ngọc khuôn máu là sai anh em. Tại vì khi các bạn yếu máu ấy thì các bạn phải về mà các bạn dừng các bạn phải giao tranh liên tục. Thì các bạn chỉ cần đánh vào lính quái hay là đánh vào người 1-2 phát thôi là các bạn hồi máu thì mình thấy là khá là ổn nhé. Đấy, bắt buộc là đi rừng các bạn phải lên, trừ những vị tướng hồi phục máu thì các bạn có thể lên. Ví dụ Nagrod này không hồi phục máu được không, các bạn phải lên cho mình ít nhất phải 3 viên hút máu. Còn nếu bạn nào có điều kiện hơn thì các bạn có thể lên cho mình tầm khoảng 5 viên, 10 viên là bình thường anh em. Chủ yếu là mình như mình nick này mình lên 5 viên hay sao ấy. Trận mình lên 5 viên hút máu. Thôi khả năng win luôn thôi anh em ạ, chứ còn để lâu thì như bạn cũng không đánh được đâu. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.